Bitcoin mở đầu tuần mới bằng một nến giảm siêu to khổng lồ dành cho toàn bộ con dân ở trong thị trường tiền điện tử. Một phát thản nến siêu dài từ vùng 43K8 râu dưới về vùng 40K2, hiện tại thì đang giao dịch ở mức giá 42K2. Vậy Bitcoin sẽ tiếp tục điều chỉnh như plan tuần trước mình đưa ra là vùng 36-37K hay đây chỉ là một pha hù dọa đến từ các cá voi? Chỉ số CPI thì sẽ được thông báo vào tối nay, sẽ có tác động pump dump tới thị trường. Thời gian ra tin là 8:30 nên anh em lưu ý đừng ôm lệnh vào thời điểm đấy. Sang đến ngày 13 thì chúng ta sẽ có thêm thông tin về chỉ số PPI. Lúc này thì chủ tịch của Fed, tức là ông Powell, sẽ đưa ra những cái phát biểu, những cái thông báo dành cho những cái chỉ số vừa qua của nước Mỹ. Xu hướng của Bitcoin thời điểm hiện tại đang là tăng hồi trở lại. Vùng support thì được tạo ra ở quanh vùng 39K7 đến 40K3. Ngoài ra, chỉ số RSI đi theo khung H1 đang tạo ra mô hình hai đáy, có thể kéo mạnh để break qua khỏi cái đỉnh cũ của chỉ số này. Nếu Bitcoin tiếp tục chỉnh về vùng giá dưới thì anh em có thể canh long với target là quay trở lại vùng 43K đến 45K. Vùng giá để anh em có thể vào nhẹ nhẹ một lệnh long là từ 40K9 đến 41K3 nhé anh em. Hiện tại thì vẫn chưa có những cái tín hiệu cũng như là dấu hiệu để có thể short Bitcoin từ thị trường, cho nên anh em hãy theo dõi. Nếu như mà Bitcoin hồi về ngay, tức là hồi về cái vùng giá 43K5 thì anh em có thể canh short ở thời điểm đấy. Nói một chút về chỉ số Bitcoin Dominance, trong video tuần trước cũng như ở trên fanpage của HC Capital thì mình đã nói về chỉ số Bitcoin Dominance đang là rất cao, cùng với việc là Bitcoin có thể rơi vào một cái nhịp điều chỉnh thì altcoin sẽ sốc nhiệt. Hiện tại thì chỉ số Bitcoin Dominance đang điều chỉnh giảm đi kèm với việc Bitcoin giảm. Đây là lúc mà chúng ta nên nắm giữ fiat và sau đấy mua dần vào altcoin nếu như Bitcoin có dấu hiệu sideways nhẹ. Hiện tại thì mình kỳ vọng chỉ số Bitcoin Dominance nó sẽ rơi vào cái con số khoảng tầm 50%. Lúc đấy thì sân chơi dành cho altcoin sẽ là nhiều hơn. Về Bitcoin thì mình thấy có một ví cá voi này anh em nên theo dõi nhiều hơn. Cụ thể là theo lúc on chain đã có một cá voi chuyển 3.000 Bitcoin lên sàn Binance để xả ngay trước cái cú chỉnh vào sáng ngày 11 tháng 12 vừa qua. Cá voi này đã thực hiện 3 giao dịch Bitcoin trong năm nay. Mỗi lần cá voi đều mua được Bitcoin ở giá rất thấp và bán được khi mà Bitcoin tạo đỉnh. Hiện tại thì tổng lợi nhuận của cá voi này kiếm được rơi vào con số 61 triệu đô la và tỷ lệ chiến thắng là 100%. Chỉ còn khoảng 5 tháng nữa là chúng ta sẽ đến với Bitcoin Halving, một sự kiện quan trọng hàng đầu đối với Bitcoin cũng như là anh em ở trên thị trường tiền điện tử. Đợt Halving gần đây nhất diễn ra vào ngày 11 tháng 5 năm 2020. Khi đấy thì giá của Bitcoin đang ở mức là 8.800 đô la. Vào ngày 14 tháng 4 2021 thì đã leo lên đỉnh cao nhất là 63.000 đô la với tỷ lệ tăng là 617%. Từ đấy anh em có thể thấy sau mỗi đợt Bitcoin Halving ở trong quá khứ thì giá Bitcoin đều tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ. Để có thể hiểu chi tiết hơn về Bitcoin qua từng đợt Halving, anh em có thể theo dõi video này ở trên kênh YouTube của HC Capital nhé. Hiện tại thì mình thấy là chính phủ Mỹ đang khá giãn ra dành cho Bitcoin cũng như quỹ ETF của đồng này sắp sửa được hoàn tất và sẽ ra mắt cho nhà đầu tư. Có thể là sẽ diễn ra trước cái đợt Bitcoin Halving để có thể tạo ra một cái bước đà tăng trưởng. Tuy nhiên, đối với Ethereum thì câu chuyện nó không suôn sẻ như vậy. Sec thì liên tục có những cái động thái trì hoãn đối với đồng tiền này. Chúng ta hãy cùng chờ những cái diễn biến tiếp theo của thị trường nhé.